Ơi, chào các bác nhé. Hôm nay bên em vừa mới cắt lan xong một cái số lượng lan rất chi là lớn để gửi tới các bác cái vụ đi đánh cò này. Thì với cái dòng lan cáp quang này thì em cũng chi tiết một chút tới các bác mà đang tham khảo để đi đánh cò. Cái lan này thì sẽ là lan 1.7, 100% các bác đi đánh cò thì sẽ dùng cái lan 1.7 như thế này. Cái lan 1.7 này thì bên em cắt 50 phân nhá, 49 phân. Đấy, một cái độ cao rất thích hợp để các bác đi đánh cò. Và cái lan này thì sẽ là lan 1.7, nó rất chi là dôi. Ở đây em sẽ quay thật gần để cho các bác xem. Nó nhỏ như thế này nhá. Và cái lan này 1 kg thì nó sẽ được là hơn 400 que. Đấy, thì các bác đi đánh cò là phổ thông dùng cái mẫu này, nó rất chi là bền. Thì với cái dòng lan này thì bên cơ sở em nhận ship đi toàn quốc nhá. Các bác ở trong miền Nam, miền Tây là thấy hiện tại các bác Thanh Hóa đang đi đánh cò rất chi là nhiều. Cái dòng lan này nó rất chi là bền, giúp các bác đánh là dùng hết năm này năm khác không bao giờ hỏng. Với cái lan này thì chỉ lo các bác đánh mất thôi, chứ còn hỏng thì tuyệt đối không bao giờ hỏng. Và giá thì rất chi là rẻ nhá. Thì bên cơ sở em chuyên nhiều và cắt ra được. Thế thì các bác cứ theo dõi một chút video, cuối video em sẽ nói giá luôn. Để các bác mua bao nhiêu kg thì liên hệ tới bên em. Đây là lan 1.7 nhá. Và để nhận biết trên que lan này, nhiều bác mới mua lần đầu các bác không biết là 1.7 như thế nào. Đấy thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách để phân biệt cái lan 1.7. Đây là cái cây lan 1.7 này. Em sẽ tìm nó sẽ có ly 1.7 ở đây nhá, nên là các bác mua không sợ nhầm đâu. Các bác yên tâm, bên em đã cắt là chuẩn rồi. Đây này, lan 1.7 này các bác này. Đây là dòng lan 1.7 nhá. Cái lan này thì nó là lan cáp quang, một cái dòng que nhựa. Đấy, cái dòng lan này thì đây cho các bác nhìn em này, em uốn này, thoải mái cũng không bao giờ gãy được. Thì hôm nay bên em cắt rất chi là nhiều để phục vụ các bác đi đánh cò trên cả nước. Đấy, các bác mà đang cần cái mẫu lan này, hãy liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại trên nhé. Là số điện thoại chính của bên cơ sở em, chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ đi bẫy. Đấy, thì tới vụ cò thì sẽ gửi tới các bác lan, cò giả và keo. Đấy, thì hôm nay vừa cắt lan xong thì em chỉ giới thiệu lan thôi. Đấy, cái lan này thì 1 kg thì nó sẽ được là 420, 430. Lan 1.7. Nếu như các bác mà muốn dòng 2.1 thì nó sẽ là ít lan hơn nhá. 2.1 thì các bác đi đánh vạc. Đấy thì em đã chuẩn bị rất chi là nhiều rồi. Và với các bác mà mua cái lan này quen của bên em thì các bác cũng biết, các bác mua chắc phải đến cả 45-60 cân từ đầu vụ, từ mới tháng 9. Bây giờ là tháng 10. Các bác là lấy tới 450 cân rồi. Đấy thì bên cơ sở em sẽ bán rất chi là rẻ nhé. Đối với các bác mà cứ mua từ 2 kg trở lên thì bên cơ sở em sẽ bao ship để các bác. Để các bác mua chục cân cũng thế nhá. Rất nhiều bác bảo tôi mua mỗi một lần chỉ mất một lần ship thôi, nhưng không phải đâu các bác ạ. Cái này thì nó sẽ theo cân lặng. Các bác mà mua 2 cân thì em sẽ giả tiền ship mất 2 cân. Mà nếu như mua 10 cân thì người ta tính ship 10 cân, chứ không phải là tính ship một lần gửi đâu. Đấy, cho nên là các bác mua 2 cân, cứ 2 cân trở lên thì em sẽ bao ship nhé. Giá thì đảm bảo với các bác nó sẽ tốt nhất trên thị trường. Bởi vì nhà em chuyên cắt ra được, số lượng rất chi là nhiều. Nếu như các bác mà cần lan cuộn nhá, bên em cũng có lan cuộn để gửi tới các bác. Đấy thì hôm nay là mới cắt 3 tạ này. Cái lan này thì sẽ rất chi là dôi đấy. Em cũng nói rồi, 420, 430 trên 1 kg. Và đảm bảo không bao giờ hỏng. Về các bác mà muốn ngụy trang ấy thì các bác có thể mua một lọ sơn xịt về, các bác xịt màu xanh, màu cỏ khô, màu gì cũng được. Nhưng mà bên em thì sẽ bán lan mộc như thế này nhá. Về các bác tự sơ chế. Và cái lan này ấy, thì cuốn keo ấy thì sẽ cuốn keo là độ 16 cm. Xong rồi trời nó lắng, keo nó chảy là vừa. Cuốn độ tầm này. Xong rồi đảo keo vào, cắm. Em thấy rất nhiều bác đi đánh mộc nhá, cũng không cần phải sơn đâu, cứ như thế này thôi, cắm thôi cũng thấy được. Rất chi là hiệu quả. Cơ bản là nó bền, các bác dùng được lâu dài, không lo gãy như là que tre. Đặc biệt là nó không có gãy nhá. Đấy, bền, siêu bền luôn. Thì với cái dòng lan này thì các bác mà xem được video của bên em đang cần số lượng bao nhiêu cân, em cũng ship nhá, kể cả 1 cân, miễn sao đủ phục vụ các bác đi bẫy cò, bẫy vạc. Thì với cái dòng lan này thì bên cơ sở em đang gửi tới các bác là 150.000 trên 1 ký. Các bác mà mua nhiều thì em sẽ bao ship 100% nhá. Đấy, cho nên là các bác không phải lo tiền ship. Bởi vì với cái dòng lan này thì em thấy rất nhiều cơ sở bán que, bán 500-600 một que. Thì nếu như các bác tính xem 1 cân mà 400 que
thì mà 6500 một que thì nó đã thành 200 mấy trên một cân rồi. Mà bên cơ sở em là bán 150. Đấy thì giá nó đã rất, đã được rẻ rất chi là nhiều so với ở trên thị trường. Thế thì em cũng xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Các bác mà quan tâm tới cái dòng săn bẫy thì đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để đón nhận tiếp những cái video của bên cơ sở em về tất cả những cái dụng cụ săn bẫy cũng như là dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Đấy thì một cái video ngắn em cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau nhé. Các bác mà quan tâm thì hãy lưu số của em vào để lúc nào cần thì sẽ có ngay nhé. Đấy các bác nhớ lưu số của em vào. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một video sau.